Hoan hỷ chào đón các bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới các bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi trọn đời tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, Phục Đàm Chi Long, sau 60 tuổi đang khổ ngập đầu, bỗng gặp thời đổi vận. Nếu như nắm bắt được cơ may này thì sẽ tránh họa đắc phúc, giàu sang trọn đời. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ đến quý vị về nội dung tử vi trọn đời tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, từ năm 61 tuổi, được thần Phật che chở, trúng số phát tài, trả sạch nợ nần, đổi vận giàu sang, cuối năm mua nhà tậu xe xịn. Quý vị thân mến, Giáp Thìn cần phải hiểu, có đôi khi không thành công thì thành nhân. Đối với Giáp Thìn, cuộc sống là một trái cầu nhiều màu sắc và họ cũng không chấp nhận những màu sắc của sự tầm thường, nhạt nhòa ảm đạm nơi nhân thế. Họ thích làm những điều khác lạ, truy cầu những yêu cầu cao, những tiêu chuẩn riêng để bản thân được thỏa mãn, không dễ bằng lòng, cũng không dễ thỏa hiệp. Người ta nói ở đời người biết vừa và đủ thường sẽ bớt khổ, Giáp Thìn không biết, vừa cũng không biết đủ. Cả cuộc đời họ sẽ khổ nhiều dấu ấn, chiếu trời, chiếu đất, chiến người, chiến vận hạn xung quanh, cái quả cầu nhiều màu sắc của Giáp Thìn. Những năm vừa rồi hơi bị rối bời, lạc lối trong những suy tư dở dang, trong những bộn bề phủ lên những sắc màu ảm đạm thay vì sự mới mẻ tươi vui. Và chính thức sự trắc trở kéo dài, tính bằng năm đó khiến cho Giáp Thìn đang bào mòn bản thân đi một chút, đang mông lung đi một tẹo, đang mất đi định hướng, mất tố chất nửa tín nửa mê, nửa mơ nửa tỉnh, nửa thỏa mãn, nửa không trong những quyết định của cuộc đời. Giáp Thìn từ bao giờ để được tâm linh quyết định chuyện mình có làm hay không? Từ bao giờ để người xung quanh quyết định việc mình có liều hay không? Từ bao giờ đánh mất bản thân? Từ bao giờ hơi đờ ra mà hóa cuộc đời? Từ bao giờ bạc nhược đi một chút? Từ bao giờ lớn hèn hơn một tẹo? Rồng tượng trưng cho những điều hoàn mỹ của sự đao to búa lớn, cho tiềm năng bay cao và khả năng bay xa, vươn đến những chân trời mà người khác không tới được. Giáp Thìn hãy cứ như vậy nhé. Thời điểm này Giáp Thìn hãy ngã năng truy trí, đi tìm lại bản ngã, tìm lại bản thân, nhận xét năng lực, tìm lại sự năng nổ và máu lửa, truy tìm trí tuệ, truy tìm trí lớn, để con rồng Giáp Thìn chuyển mình lớn mau. Và trước tiên, mời quý vị hãy cùng nắm bắt lá số tử vi dành cho tuổi Giáp Thìn thông qua các đầu mục. 1. Tổng quan tính cách của người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. 2. Tử vi chi tiết phương diện cuộc sống của người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. 3. Giáp Thìn 1964 được thần Phật che chở, phước dày mệnh lớn, hưởng lộc trời ban, trúng số phát tài. 4. Nhân sinh cảm ngộ. Vâng, thưa quý cô bác tuổi Giáp Thìn thân mến, có bao giờ cô bác nghĩ tại sao mình lại vất vả, tại sao mình gặp khó khăn, hay tại sao mình đang phải ngược xuôi, long đong lận đận? Chắc chắn là có, chắc chắn từng có lúc cô bác than thân trách phận, hận mệnh oán đời, tiếp thời thế không thông, buồn vận may không thuận. Chắc chắn từng có lúc cô bác thấy bất đắc chí, hoặc mình bị lôi vào vận hạn một cách vô lý, cái thì do mệnh số đẩy đưa, cái thì do người hại đôi phần. Nhưng đã bao giờ cô bác nghĩ, bao nhiêu khó khăn mình gặp, có bao nhiêu phần là do mình tạo ra? Đã bao giờ cô bác tự vấn bản thân, hay nhìn thẳng vào sự thật, rằng cô bác thua là do cô bác chưa đủ giỏi, rằng cô bác lỡ thời cơ là do cô bác chẳng đủ chăm? Đã bao giờ cô bác đối diện với chính mình trong quá khứ, giận mình sao, không có một kế hoạch chỉn chu, tức mình sao, không có một sự chi tiết, tính toán trước sau trong từng lựa chọn? Chắc chắn là ít lắm, thường lảng tránh là bản năng, đổ tội là bản tính, mà nghĩ mình là nạn nhân của đời, của mệnh, là bản ngã của con người. Thực tế chúng ta sống trên đời, nhân vốn là cái gốc, rồi mới đến địa, rồi mới đến thiên, ta không quyết được thiên thời, địa lợi nhân hòa, cái ta có thể quyết luôn chỉ là yếu tố nhân, tức con người mình. Nên lắm lúc cô bác cần phải ngồi lại, ngẫm về những gì mình đã trải, nhìn lại quãng đường mình đã đi, chấp nhận sự thắng,
chấp nhận sự thua, tự vấn và sửa đổi, học hỏi để thêm giỏi. Và ở thời điểm tư duy của cô bác thay đổi, trình độ của cô bác thêm nhiều, tư cách của cô bác thêm vững mạnh, thì cũng mới là lúc cô bác xứng đáng có được cơ hội để cuộc đời biến chuyển, giúp cuộc đời thăng hoa. Còn nếu vẫn cứ mãi là rượu đấy, thì sẽ luôn là bình đấy, chẳng thể nào có được sự đổi thay, chuyển mình. Hãy sống có niềm tin vào bản thân, có sở đổi cầu tiến, cầu thị trong bản tâm, bản tính, thay vì để một ngày nào đó bắt đầu chuyển. Hy vọng cô bác có thể sốc lại tinh thần, tìm lại chiến binh bên trong mình, bắt đầu sự thay đổi ngay từ ngày hôm nay, cô bác nhé. Những lời này chưa chắc cô bác đã cần khi cô bác đang thông thuận. Nhưng nếu cô bác đang không thông thuận, có thể đó là điều cô bác cần nhìn lại trong chính con người mình. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách của người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Người tuổi Thìn, hay còn gọi là tuổi Rồng, mạnh mẽ và cứng rắn, là con vật được xếp hàng thứ 5 trong tử vi học phương Đông. Họ là những người có sức lôi cuốn người khác vào cuộc sống của mình một cách rất đặc biệt, không phải luôn luôn dễ gần. Họ có thể đòi hỏi không suy tính và quá tự tin về kỹ năng của mình. Người tuổi Thìn có sức mạnh ghê gớm trong việc đạt được mục đích. Họ không bao giờ tự bỏ điều gì đó. Nếu đó là mục đích của họ, họ luôn tìm thấy các giải pháp trong công việc. Khi người tuổi Rồng thoải mái, họ sẽ tập trung được năng lượng mạnh nhất trong tinh thần và con người mình. Người tuổi Thìn là những người lãnh đạo và họ thích được như vậy. Họ không hề thiếu tự tin và rất giỏi trong việc khai thác trí thông minh, tài năng và năng lượng. Kỹ năng phi thường này tạo ra nhiều cơ hội cho họ đạt được những điều tuyệt vời. Các công việc cho phép vận dụng khả năng sáng tạo đều phù hợp với họ. Thành công thường đi theo người tuổi Rồng. Họ là những người có ý tưởng vĩ đại. Với năng lực của mình, họ có thể làm những điều tưởng chừng như không thể. Đối với họ, không có chướng ngại nào không thể vượt qua. Họ như cơn gió cuốn phăng mọi thứ. Đây chính là những người giàu trải nghiệm nhất, chẳng bao giờ e sợ mạo hiểm về tài chính cũng như sự nghiệp, vì lúc nào họ cũng có thể xoay sở được tình huống để vượt qua nó. Với tính quyết đoán, Rồng mang đến một luồng gió mới trong công việc mà họ chọn, nhưng có lẽ tài năng mà họ có được sẽ thích hợp nhất với thế giới giải trí. Trong kinh doanh, người tuổi thêm dùng lý trí hơn là tình cảm, song nếu ai cần sự giúp đỡ, họ sẵn sàng làm ngay. Trong giao dịch, họ rất thẳng thắn, luôn đi thẳng vào vấn đề cần bàn và công khai biểu lộ quan điểm của mình. Khi họ đã ra quyết định thì tiến hành ngay, không hề ân hận về những gì mình đã làm. Nữ doanh nhân tuổi Thìn thích tranh đấu, cạnh tranh trong kinh doanh. Đôi khi họ lao vào các sự việc không hợp với họ trong làm ăn và giao tiếp. Họ không trọng hình thức và các động thái ngoại giao, chỉ cần nội dung công việc. Song tâm hồn họ lại rất phong phú, lãng mạn. Doanh nhân tuổi Thìn cũng là người rất độ lượng, khoan dung. Khi không vừa ý họ liền nói thẳng, không để bụng hại ai. Họ cũng là người của công việc, thích sống và làm việc một mình, rất tự tin. Trong cuộc sống, người sinh năm Thìn thường gặp những trắc trở nho nhỏ trong thời thơ ấu. Từ nhỏ bạn đã yêu cầu quá nhiều ở những người thân, cho nên hoàn cảnh xung quanh không mấy hoàn hảo đối với bạn. Mặt khác, cá tính độc lập sẽ khiến bạn gặp nhiều phiền toái không cần thiết khi đến thời trung niên, vì bạn luôn muốn nổi bật trong đám đông. Như vậy thường khiến người ta ghen ghét, đố kỵ, gây ra nhiều rắc rối và hiểu lầm. Bạn nên chú ý điều tiết mối quan hệ với những người xung quanh, nhiều chuyện nên hỏi ý kiến người khác. Nhưng khi về già, người tuổi Thìn thường rất vui vẻ, gặp mọi sự thuận lợi, có thể nói là muốn mưa được mưa, muốn gió được gió. Bạn vốn thông minh lanh lợi bẩm sinh, phản ứng nhanh nhạy, quan sát tinh tế. Bởi vậy, bạn không mấy vất vả khi quản lý kinh tế, tài vụ. Có điều tuy bạn biết cách quản lý tiền bạc, nhưng không sao chuyên tâm theo đuổi phú quý. Hơn nữa, thông thường đối với bạn tiền bạc chỉ là phương tiện để đạt được mục đích cao nhất của đời người mà thôi, chứ không phải là thứ quan trọng nhất. Điều bạn mong muốn duy nhất là thực hiện được ước mơ của bản thân. Quan điểm về tài lộc của bạn quả chính xác và sáng suốt. Nếu bạn có thể hài hòa giữa hiện thực và lý tưởng, nếu bạn có thể coi theo đuổi tiền bạc cũng là một phần của cuộc sống, bạn có khả năng trở thành đại phú. Nhưng với tính cách của bạn, nếu thu nhập nhiều nghĩa là chi tiêu cũng lớn, cho nên nếu bạn muốn dành dụng tiền một cách có kế hoạch, hãy đầu tư vào bất động sản hoặc cổ phiếu để gia tăng và giữ gìn tài sản. Lòng tự tôn cao thúc đẩy bạn có lý tưởng hơn người. Nếu phân tích kỹ, lòng tự tôn ấy thường chỉ để thỏa mãn sự say mê, hư danh mà thôi. Dù bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền, song cũng chỉ nhằm chứng minh bạn tài giỏi hơn người mà thôi. Vì vậy, bạn chớ ấp ủ ý định làm giàu nhanh chóng bằng cách đi đầu cơ hoặc đánh bạc, nếu không bạn sẽ luôn luôn bị thiệt thòi. Những người tuổi Thìn thời nhỏ khá hiếu động, tinh nghịch, ham chơi. Khi lớn lên, khả năng giao tiếp ngày càng được cải thiện, điều đó giúp cho họ dễ dàng nổi bật trước đám đông, tạo dựng nhiều mối quan hệ. Tuy nhiên, có một số người lại cho rằng tuổi Thìn phô trương tự tin một cách thái quá. Tuổi Thìn làm việc rất chăm chỉ để vươn tới một cuộc sống sung sướng.
giàu sang, họ giỏi trong việc kiếm tiền và luôn có kế hoạch dành dụm cho tương lai của mình. Những người này làm việc không chỉ vì mục đích kiếm tiền. Điều quan trọng nhất là họ được sống với đam mê, sở thích của mình nhờ vào sự cố gắng, ý chí quyết tâm vươn lên phát triển bản thân mà những người tuổi Thìn thường đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Họ không bao giờ sợ hãi, lùi bước trước khó khăn. Ngược lại, tuổi Thìn xem đó như là thời cơ quý giá để khẳng định bản thân. Tuổi Thìn không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với những đam mê của mình. Họ hăng say làm việc và luôn có niềm tin vào tương lai tươi sáng. Người tuổi Thìn khoan dung đại lượng, tràn trề sinh lực và sức khỏe dồi dào. Với anh ta, cuộc sống là ngọn lửa rực rỡ sắc màu. Dù anh ta tự cho mình là trung tâm của vũ trụ, phiến diện, võ đoán, suy nghĩ kỳ cục, đòi hỏi quá cao hoặc cố chấp, không chịu nói lý lẽ, song chưa bao giờ mất đi những kẻ sùng bái mình. Do anh ta kiêu ngạo, thanh cao, vô cùng thẳng thắn, nên ngay từ nhỏ đã xây dựng lý tưởng và đòi hỏi người khác cũng phải có những tiêu chuẩn cao như mình. Tuổi Thìn giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc chung. Họ dễ nóng giận và cũng dễ tha thứ cho người khác, không bao giờ ôm thù hận trong lòng. Đó là lý do tại sao người tuổi Thìn sống thật ung dung, lạc quan và yêu đời. Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Thìn một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá như một con dao hai mặt. Nếu chủ quan, con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào. Tuổi Thìn luôn có định hướng mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời mình. Không ít những lần họ gặp phải khó khăn rồi thất bại, nhưng ý chí, lòng quyết tâm, đam mê đang sục sôi trong lòng. Không cho phép họ chấp nhận thua cuộc, tuổi Thìn nhanh chóng nghỉ ngơi, thư giãn, lấy lại phong độ và trở lại trên con đường đi tới thành công của mình. Phụ nữ tuổi Thìn luôn đấu tranh để tìm được sự bình đẳng trong cuộc sống. Họ thích làm việc thiện và kêu gọi mọi người xung quanh gia nhập vào những tổ chức từ thiện, ủng hộ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Họ là những cô nàng thoải mái, năng động, hòa đồng với mọi người xung quanh. Họ giản dị trong cả phong cách ăn mặc, không quá cầu kỳ. Đó là lý do tại sao bạn sẽ luôn thấy hình ảnh cô nàng tuổi Thìn với những bộ trang phục đơn giản, thoải mái. Đàn ông tuổi Thìn có nhiều tham vọng, ước mơ, hoài bão lớn và họ sẽ không ngừng cố gắng nỗ lực để biến những giấc mơ đó thành sự thật. Họ là những người có trái tim bao dung, nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác thoát khỏi khó khăn. Sau đây là tử vi chi tiết các phương diện cuộc sống của người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Xét về phương diện sự nghiệp, xe tử vi nhận thấy vận trình công việc của tuổi Giáp Thìn thời gian này khá ổn. Tuy là công việc không nhiều nhưng bạn khá tận tâm và gặt hái được khá thành quả. Bạn luôn biết cách cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi để đảm bảo hiệu quả công việc cao nhất có thể. Ngoài ra, bạn được đồng nghiệp và cấp trên quý mến và họ luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn khi cần. Nhờ đó mà mọi thứ diễn ra suôn sẻ và dễ dàng hơn bao giờ hết. Lúc này, bạn nên cân nhắc đánh giá lại chiến lược phát triển sự nghiệp của bản thân. Hãy nhìn lại những gì bạn đã đạt được và cả những gì bạn đã bỏ ra để có cái nhìn khách quan nhất. Liệu bạn có đang đi quá nhanh mà bỏ lỡ những chi tiết cơ bản nhất? Nếu bạn biết rút kinh nghiệm và để ý tới chi tiết hơn những điều mà bạn tưởng như không quan trọng, thì kết quả sắp tới sẽ hứa hẹn khởi sắc rõ rệt đấy. Trong thời gian sắp tới, bạn có xu hướng tránh tham gia nhiều các hoạt động tụ tập, vui chơi, bạn sẽ dành thời gian ở một mình nhiều hơn để phát triển bản thân. Xét về phương diện tài lộc, theo luận giải tử vi mới nhất của 12 con giáp, dự đoán tình hình tài chính của người tuổi Giáp Thìn trong thời gian này rất đáng mong đợi. Lúc này bạn đã nhận được chút thành quả cho những cố gắng của mình trong thời gian vừa qua, có phần thâm hụt tài chính trong thời gian này. Vì bạn phải chi tiêu quá nhiều cho cuộc sống, nhưng tất cả đã nằm trong dự tính, nên bạn không hề cảm thấy khó khăn hay rắc rối gì liên quan tới việc này. May mắn là bạn nên kế hoạch tiết kiệm từ trước, nên lúc này con giáp tuổi Thìn đã dành dụm được một số tiền chuẩn bị cho những dự định lớn lao hơn. So với những người khác, thì tình hình tài chính của bạn đã khởi sắc hơn trước rất nhiều, thậm chí có người mua được nhà, xe. Trong thời gian này, tuy có thể là vay ngân hàng hoặc được người thân hỗ trợ, nhưng đó thực sự là thành quả đáng nể của bạn. Xét về phương diện tình duyên, những con giáp tuổi Giáp Thìn có sức hút đặc biệt trong thời gian này, nhất là những ai đang độc thân, nếu biết phát huy tối đa năng lượng tích cực của mình và vui vẻ với mọi người, thì cơ hội tìm được người phù hợp lúc này rất cao. Thời điểm này, có thể nói vận đào hoa của bạn đang nở rộ. Không khó để bạn có thể kiếm được cho mình một ai đó, nhưng cũng chớ vì sợ cô đơn mà nhanh chóng trao mình cho sai đối tượng. Các cặp vợ chồng sẽ trải qua những thời khắc đáng nhớ cùng nhau. Từng năm qua đi, bạn càng quý giá tình cảm hai người đang cùng vun đắp, dựng xây trong suốt thời gian qua. Lúc này, bạn cũng nên tận dụng thời điểm đầu năm mới khi mọi người mở lòng mình ra hơn.
thì nên tìm cách để mở rộng mối quan hệ, kết giao với bạn bè mới. Điều này sẽ giúp ích cho những dự định tương lai của bạn. Xét về phương diện sức khỏe. Tình hình sức khỏe của bản mệnh thời gian này không nên chủ quan, chỉ cần không chú ý chút thôi là có thể lăn ra ốm. Vì thời tiết thay đổi thất thường và sức đề kháng của bạn không tốt, tuy nhiên, chỉ cần bạn chú ý một chút là tình hình cũng đã khác đi rồi. Mặc dù bạn sinh ra không được khỏe mạnh, thậm chí yếu ớt, nhưng nếu bạn chăm sóc tốt bản thân, bạn vẫn có thể sống khỏe mạnh theo năm tháng. Nếu trong năm qua bạn quá bận rộn, không dành đủ thời gian chăm sóc bản thân, thì trong ngày đầu năm mới, hãy bắt đầu bằng những kế hoạch mới và đừng quên thực hiện chúng từng chút một nhé. Lưu ý là không nên say sưa rượu bia quá nhiều. Việc này không chỉ gây hại cho sức khỏe bản thân mà còn gây nguy hiểm cho người khác khi bạn lưu thông trên đường trong tình trạng say xỉn. Tiếp theo sau đây là những dấu hiệu cho thấy bạn là người được thần Phật che chở, phước dày mệnh lớn. Hãy cùng theo dõi xem bạn có những dấu hiệu này không. Quý vị thân mến, cuộc sống luôn ẩn chứa những bất trắc không ngờ. Những lúc như thế ai cũng mong được bình an, có người cầu mong được thần Phật che chở. Nhưng đâu phải ai cũng may mắn được phù trợ như thế. Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy bạn là người có phúc báo mạnh dày, chắc chắn được thần Phật chở che. 1. Những giấc mơ được dự báo trước. Có khá nhiều giấc mơ của bạn đều trở thành sự thật, dường như có ai đó muốn thông báo cho bạn điều gì đó để bạn thoát khỏi những tình huống khó khăn. Hoặc là bạn có thể dùng thông tin này để trợ giúp ai đó, điều này cho thấy chắc chắn bạn đã được thần Phật che chở. 2. Thoát khỏi rủi ro trong gang tấc. Có nhiều trường hợp người khác tưởng rằng bạn không thể thoát khỏi sự cố nguy hiểm nào đó, hoặc là khi xảy ra tai nạn ai cũng bị nặng, còn bạn thì chỉ chảy xước nhẹ, đó là dấu hiệu bạn được che chở bao bọc bởi đấng tối cao, ví dụ như trong một chuyến bay tử thần nào đó. Hầu hết mọi người đều tử vong, thì người này vẫn sống sót trở về, có người còn thoát nạn khi bị sét đánh, điều này cho thấy người đó đang được thần Phật hộ mệnh. 3. Lúc khó khăn luôn có lối thoát. Mỗi lúc bạn gặp khó khăn dường như thường có quý nhân phù trợ vậy, ví dụ như trong lúc cảm thấy hết sạch tiền, không biết nên làm gì, thì bỗng dưng có người cho tiền, hầu như trường hợp khó khăn nào bạn cũng đều được hỗ trợ để thoát khỏi trong gang tấc. Dấu hiệu này cho thấy bạn đang được thần Phật che chở và phù hộ, nên biết trân trọng những gì mà cuộc sống đang mang tới cho bạn, nhớ rằng học nói lời cảm ơn, tạo đại phúc đại khí. 4. Tin vào nhân quả. Nhờ thần Phật chở che mà bạn có những suy nghĩ, góc nhìn hoàn toàn không giống mọi người xung quanh, có những người không hề quan tâm tới vấn đề tâm linh. Còn bạn xem như đó là một phần của cuộc sống, đối với bạn, luật nhân quả chi phối cuộc sống này. Vì thế, bạn tin rằng dù chỉ là một việc nhỏ nhoi, cũng tạo ra phúc báo sau này. Vì tin vào nhân quả nên bạn sống thiện lương, sẵn sàng cho đi thay vì cố nhận về mình. Đối với bạn, được giúp đỡ ai đó là niềm hạnh phúc của đời mình. Thực tế cuộc đời này giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ bản thân mình, vì lúc đó bạn nhận được niềm vui và sự tự hào về bản thân. 5. Người có ngoại hình sang trọng, xinh đẹp. Hãy thử nhìn những người xung quanh bạn để nhận ra không phải ai cũng may mắn sinh ra đã xinh đẹp, rạng ngời. Nếu bạn có ngoại hình vượt trội hơn mọi người, khuôn mặt sáng bừng, tươi tắn, thì bạn vô cùng may mắn, có thể là nhờ phúc báo từ kiếp trước của bạn. Những người có dung mạo xinh đẹp thường là người có thần Phật che chở, họ đi đâu cũng được mọi người yêu quý, ưu ái hơn so với những người cùng trình độ, nhưng không được thu hút bằng bạn. 6. Đi đâu ai cũng mến. Trong khi người khác thường kêu than rằng họ hay bị đồng nghiệp chơi xấu, bị bạn bè đâm sau lưng, nhưng thực chất điều này bạn chỉ nghe nhiều chứ hiếm khi gặp phải. Nếu bạn là người được thần Phật che chở, một điều kỳ lạ sẽ xảy ra là có khá nhiều người lạ khi tiếp xúc đã ngay lập tức quý mến bạn. Bạn không phải lo bị chơi xấu sau lưng trong bất kỳ môi trường nào cả, thậm chí trong những lúc khó khăn, những người này không ngần ngại giúp đỡ bạn một cách vô tư. Điều này không tự nhiên mà tới, một phần vì bạn sống vô tư, biết cách đối nhân xử thế, một phần nữa vì bạn có thần Phật ở bên. 7. Mang may mắn cho mọi người. Qua một thời gian quan sát, bạn nhận ra được những ai ở gần mình đều gặp may mắn, thậm chí họ còn được yêu mến và chiều chuộng hơn. Dường như họ đang được hưởng vận may từ bạn. Chính bạn tỏa ra phúc khí, mang lại an lành, sự an toàn cho những người xung quanh. Ví dụ như bạn vào quán nào mở hàng, thì lập tức quán trở nên đông khách lạ thường. Thậm chí nếu một người thiếu may mắn, nghi ngờ thân thiết với bạn mà được đổi vận, người đó được hưởng phúc từ bạn lây sang. 8. Có được người vợ hay chồng lý tưởng. Nhân duyên vợ chồng đâu đơn giản, có duyên có nợ mới tu thành. Có người không may mắn gặp được bạn đời không phù hợp, dẫn đến đời sống vợ chồng vô cùng khó khăn. Nhưng nếu bạn là người được ban phước lành, thì sẽ gặp được người ưng ý và thấu hiểu,
Nhờ tích đức từ vô lượng kiếp trước mà nay bạn có người yêu thương, chung thủy với mình, cho dù có những lúc cãi cọ, nhưng sau đó hai người nhanh chóng nhận ra vấn đề và hiểu đối phương hơn để tìm cách sống chan hòa hơn với người ấy. 9. Con cái ngoan ngoãn, giỏi giang, nhân quả báo ứng. Con cái đến với cha mẹ là do nghiệp duyên, vì thế sẽ có người gặp phải nghịch tử, nhưng cũng có người có đứa con vô cùng hiếu thuận. Mối nhân duyên giữa con cái và cha mẹ trong kiếp này là do bốn loại nghiệp duyên mang tới. Đầu tiên là đến báo ơn, hai là để báo oán, ba là đến trả nợ, và cuối cùng là đến đòi nợ. Chỉ khi có thần Phật che chở mà bạn có được những đứa con ngoan và giỏi giang, có hiếu với cha mẹ. Vì thế những ai không có được đứa con như ý thì chớ vội mà oán trách ai, mà hãy nên tự mình tu tâm dưỡng tính để những ngày cuối đời được thanh thản và tích đức, để kiếp sau được sung sướng hơn. 10. Ít khi ốm nặng. Có thể bạn chỉ mắc bệnh nhẹ là ho hắng, cảm cúm hay là ốm sốt, nhưng nó đơn giản chỉ là phản ứng của cơ thể với những tác động không tốt từ môi trường bên ngoài. Nhưng thực tế bạn không bao giờ bị bệnh nặng vì những bệnh đó do tâm bệnh mà ra, trong khi đó bạn được che chở, nên tâm trạng vui vẻ, thoải mái, vô tư, nên không tạo ra áp lực vô hình như những người khác phải chịu, nhờ đó mà bạn sống thọ hơn những người khác rất nhiều. 11. Làm gì cũng suôn sẻ. Cho dù bạn kinh doanh, làm việc công sở hay là làm bất cứ điều gì đều rất thuận lợi, ví dụ cùng mặt hàng như nhau, nhưng bạn thì bán rất chạy, trong khi mọi người thường xuyên ế ẩm. Cùng học một trường đại học, cả hai cùng chăm chỉ, nhưng một người giàu nhanh, trong khi người khác thì làm mãi không thể giàu nổi, đơn giản vì người kia có nhiều phúc báo, còn người này thì không. Tiếp theo là một câu chuyện ý nghĩa về bốn câu nói, nên đọc một lần để thọ ích cả đời. Ngày xưa có một vị thiếu niên trẻ đi tìm một vị trưởng bối, không quản ngày đêm để xin lời khuyên cho mình. Người thiếu niên hỏi vị trưởng bối rằng, con phải làm sao mới có thể khiến bản thân mình vui vẻ và cũng giúp người khác được hạnh phúc? Vị trưởng bối trả lời, ta sẽ tặng cho con bốn câu này. 1. Coi bản thân mình như người khác. Vị thiếu niên liền đáp, có phải ý nói rằng, khi con gặp đau khổ và bi quan thì hãy coi mình thành người khác. Như vậy con sẽ giảm bớt đi sự thống khổ của mình, và khi con cảm thấy vui vẻ quá độ, cũng coi mình thành người khác. Vậy thì sự quá độ kia sẽ biến thành trầm tĩnh như nước. Nghe xong, vị trưởng bối khe khẽ mỉm cười gật đầu. Sau đó, ông nâng chén trà lên rồi nhẹ nhàng nói tiếp câu. 2. Coi người khác như bản thân mình. Lúc này, vị thiếu niên trầm ngâm đôi chút rồi nói, coi người khác như chính mình thì có thể đồng cảm với người gặp hoàn cảnh khó khăn, hiểu được nhu cầu của họ và có thể đưa ra những hỗ trợ kịp thời, cần thiết cho họ phải không thầy? Sau lời chàng thanh niên, vị trưởng bối tê bi mỉm cười không nói. Thấy vậy, cậu thiếu niên lại hỏi, vậy câu tiếp theo là gì? Thưa thầy, vị trưởng bối nhìn cậu liền bình tĩnh đáp. 3. Coi người khác thành người khác. Vị thiếu niên đáp, có nghĩa là phải tôn trọng tính đồng lập của người khác trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng không được xâm phạm sự tự tôn của người khác, phải không thầy? Vị trưởng bối nghe xong cười lớn, vũ từ khá giáo, có nghĩa đứa trẻ này có thể dạy được, ông nói tiếp. 4. Coi bản thân mình chính là mình. Vị thiếu niên đáp, đây có nghĩa là trong cuộc sống, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng cần phải có lập trường, chính kiến lẽ sống của riêng mình. Chúng ta hòa nhập chứ không hòa tan, vị trưởng bối liền nói, cuộc sống kỳ thực rất đơn giản, trong cuộc đời, mỗi người đều phải đối diện với những điều không may mắn. Trong sự hỗn tạp của cuộc đời, chúng ta cầu sự sinh tồn, nếu như muốn có một cuộc sống an lạc, thì phải bước dứt ra khỏi cuộc sống hỗn tạp này, vượt qua khỏi những nguy nan. Để nhìn thấy ánh sáng bình minh, nhìn thấy sự tươi đẹp của vạn vật, đơn giản chỉ cần nhớ rõ, hãy sống thật chân thành, thiện lương, buông bỏ những dục vọng tham lam quá mức trong lòng mình. Có như vậy, thì dù có ở đâu, hoàn cảnh nào, con cũng có được sự an lạc cho bản thân và mang lại niềm vui cho mọi người. Còn nếu như con để cho sự tham lam chế ngự trái tim mình, nó cũng như một con quỷ dữ, chiếm lấy sự vui vẻ, thiện lương trong con, đổi lại chỉ là sự ân hận và đau khổ. Khi gặp vấn đề, con hãy đứng từ góc độ đối phương mà suy nghĩ vấn đề trước và sau đó hãy nghĩ đến mình, điều mình không muốn thì cũng đừng làm cho người khác. Quả thực vạn sự tùy duyên, thiện lương đãi người, từ bi đãi vật, đây chính là chìa khóa đưa chúng ta đến bến bờ hạnh phúc. Vâng, thưa quý vị cô bác tuổi Giáp Thìn, khi 20 tuổi cho rằng ai cũng nghĩ đến mình, 40 tuổi thì dường như không còn quan tâm nhiều đến chuyện người khác nghĩ gì nữa, đến 60 mới nhận ra sự thật là chẳng ai nghĩ gì đến mình cả. Vậy nên, con người sẽ thay đổi để thích nghi vào mỗi thời điểm nhất định trong cuộc sống. 60 tuổi được người đời đặt tên là tuổi xế chiều, tuổi hoàng hôn,
vũ vàng hơn một chút thì gọi là tuổi già. Ở tuổi này, người ta thường sẽ có nhiều thời gian để chiêm nghiệm và suy nghĩ về những việc đã qua, cũng như phần đời còn lại. Dưới đây là chia sẻ của một ông lão 70 tuổi về 4 bí mật người cao tuổi nên biết để tránh tình trạng quạnh hiu lúc xế chiều. Đầu tiên là không vui mừng quá mức. Ông lão chia sẻ, nếu bạn nói quá nhiều bạn sẽ thất bại. Khi một người có chuyện vui, họ sẽ muốn chia sẻ niềm vui của mình với những người khác. Đây là một chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, nếu một người ở độ tuổi 60 trở lên, không thể kiểm soát bản thân khi gặp chuyện rất vui, người ấy đi khắp nơi kể lể hoặc thậm chí khoe khoang về bản thân. Như vậy người đó sẽ bị đánh giá là thất lễ và thiếu sự chín chắn. Đồng thời khi nói quá nhiều, họ dễ dàng bị lỡ lời hoặc có thể xúc phạm đến người khác. Nếu một người ở tuổi 60 không giữ được một phong thái điềm tĩnh, lộ liễu thì sẽ dễ đánh mất đi bạn bè xung quanh và việc người ấy bị trở thành cô độc là điều không thể tránh khỏi. Do đó, chỉ vui thôi, đừng vui quá, chính là điều mà chúng ta phải ghi nhớ để tránh bị mọi người xa lánh khi về già. Thứ hai, đừng giận quá mất khôn. Khi con người đến tuổi 60, họ phải học cách kiềm chế cơn giận. Người xưa có câu nói, nộ tòng tâm đầu khởi, ác hướng đảm biên sinh, tức là khi một người quá tức giận, thì chuyện gì họ cũng đều dám làm. Khi một người cao tuổi không biết cách kiềm chế cơn giận, thì những gì họ biểu hiện ra bên ngoài sẽ là trạng thái rất xấu xí. Đồng thời, khi họ tức giận, thì một loạt các từ ngữ và hành động cực đoan cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng cho cơ thể và tinh thần của họ, và thậm chí có thể gây ra một số căn bệnh nhất định. Nổi nóng sẽ làm tổn thương cơ thể, nhưng một khi đã cảm thấy khó chịu, thì bạn vẫn sẽ giận dữ và không thể kiềm chế lại được. Trong thực tế, mỗi khi tức giận, bản thân bạn đã tự gây ra những tổn thương vô cùng lớn và không thể phục hồi cho cơ thể mà không hề hay biết. Một khi chúng ta bị sự tức giận của mình chi phối, thì dễ dàng xúc phạm đến người khác, bạn sẽ dễ đưa ra những quyết định không sáng suốt, đánh mất tình cảm của bạn bè và người thân xung quanh. Khi mọi người rời bỏ chúng ta, thì lúc nằm trên giường bệnh chính là lúc chúng ta sẽ cảm nhận được sự thê lương, cô độc, không người thăm hỏi. Do đó, cách tốt nhất để được an nhiên, bình thản, chính là hãy biết cách kiểm soát cơn tức giận của mình. Một người không bị cơn nóng giận chi phối là một người biết suy nghĩ trước sau, tâm bình khí hòa, chính là một người đại trí. Thứ ba, không bi thương quá độ. Khi con người đến tuổi 60, họ không chỉ phải học cách trở nên khiêm cung, bình tĩnh, học cách kiểm soát cơn tức giận, mà còn phải học cách bình tĩnh khi đối mặt với nỗi buồn và bi thương do những mất mát mang đến. Khi một người phải đối mặt với sinh ly tử biệt, sẽ khiến họ vô cùng buồn bã, đặc biệt là khi tuổi già đến, cha mẹ, người thân và bạn bè xung quanh họ đều có thể rời bỏ họ mà đi trước. Chúng ta biết rằng không có bữa tiệc nào là không tàn, sinh, lão, bệnh, tử. Chính là quy luật tự nhiên bất biến mà không ai có thể thay đổi. Hãy học cách sử dụng sự bình tĩnh để đối mặt với bi thương. Đừng để những nỗi buồn này hủy hoại thể chất và tinh thần của chúng ta. Thứ tư, đừng để dục vọng quá mạnh mẽ. Chúng ta đều hy vọng có thể sống hạnh phúc, nhưng trong dòng chảy của cuộc đời, đôi khi chúng ta bị xô lệch đi mà không hề hay biết. Sẽ có lúc ta tưởng rằng hạnh phúc chính là phải có nhiều tiền, vật chất đầy đủ, đôi khi vì tiền mà đấu tranh kịch liệt. Sống trong những toan tính và những dục vọng mạnh mẽ, khi con người có quá nhiều ham muốn, họ sẽ khổ sở vì những dục vọng của bản thân và không bao giờ cảm thấy đủ. Cổ nhân có câu, người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Khi chúng ta đến tuổi 60, nếu vẫn còn bị ám ảnh bởi danh tiếng, sự giàu có và những xung đột vật chất, thì phần còn lại của cuộc đời, chúng ta sẽ rất vô vị. Ở tuổi này, chúng ta cần biết cách bình tĩnh, giảm bớt những ham muốn, đơn giản hóa cuộc sống và cố gắng làm cho phần còn lại của cuộc đời chúng ta bình yên, tĩnh lặng như nước mùa thu. Hãy nhớ rằng dục vọng càng mạnh thì càng dễ mất mát, chúng ta mới có thể tránh được cảnh thê lương của tuổi già. Những kinh nghiệm được đúc kết này rất có ý nghĩa đối với mỗi người chúng ta. Người ngoài 60 tuổi, họ đã sống hơn nửa thế kỷ, ở tuổi này họ biết cách chăm sóc sức khỏe tốt, nghĩ về tương lai của chính mình và tìm cách làm cho mình hạnh phúc và thanh thản cho đến cuối đời. Trải qua nhiều thăng trầm đời người, nhục tâm của họ đã lắng xuống. Nếu trong lòng có một vết thương, thì đến bây giờ sẹo cũng đã liền. Chuyện quá khứ như đá mòn trong nước, như gió thổi mây bay, có lẽ đều đã xem nhẹ vật chất, dục vọng, chỉ làm nặng gánh những mưu cầu vô nghĩa, ham muốn mạnh mẽ, hãy để sang một bên, bởi vì bỏ xuống hết những gánh nặng này là sự bảo đảm tốt nhất để chúng ta được bình yên khi về già. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Trên đây là Tử Vi chọn đời cho người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, từ năm 61 tuổi, cần biết điều này, tránh họa đắc phúc, giàu sang chọn đời,
Mong rằng những dự báo trên giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.